Cô chào các con đến với buổi học trực tuyến hôm nay. Ở những tiết học trước, thầy cô đã dạy cho các con rất nhiều bài học bổ ích. Cô hy vọng các con nghiêm túc học và ghi chép bài đầy đủ nhé. Phần ghi bài hôm nay, cô lồng vào trong từng phần của bài học. Các con nhớ chú ý và ghi đầy đủ cho cô. Các con thân mến, khi nói đến văn thơ, chắc chắn các con hình dung ra đó là những bài văn rất dài, bài thơ đọc lên nghe hay hay. Thật ra, văn thơ chính là cảm xúc, là tiếng lòng của tác giả. Khi ta có những cảm xúc chất chứa trong lòng, ta cần giải bày, thì ta có thể viết văn, làm thơ. Vậy, để làm được một bài thơ, chúng ta cần có những yêu cầu nào? Hôm nay, chúng ta cùng bước vào bài học, làm một bài thơ lục bát, nha các con. Đến với bài học hôm nay, chúng ta cần có các mục tiêu cần đạt như sau. Đầu tiên, là bước đầu biết làm bài thơ lục bát. Sau đó, các con cần có các năng lực như giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, giao tiếp, hợp tác, năng lực thu nhập thông tin liên quan đến đề bài, năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân và năng lực viết, tạo lập văn bản thơ lục bát. Đầu tiên là hoạt động khởi động. Ở hoạt động này, bây giờ các con nghe cô hỏi nhé. Hôm trước, các con đã được học 4 bài ca dao ở sách giáo khoa trang 62 và 63. Thế thì trong 4 bài ca dao đó, các con thích bài ca dao nào nhất? Và vì sao con lại thích bài ca dao ấy? À, các con suy nghĩ và trả lời cho cô trong tiết học hôm nay. Các con biết không, cả 4 bài ca dao đều được làm theo thể thơ lục bát. Vậy, thể thơ đó như thế nào? Cách làm ra sao? Chúng ta sẽ đi vào phần bài học nhé. Bài học hôm nay sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất là tìm hiểu các yêu cầu đối với cách làm bài thơ lục bát. Phần thứ hai là phân tích ví dụ, tức là chúng ta sẽ phân tích một bài thơ lục bát. Và phần thứ ba là thực hành, có nghĩa là các con sẽ làm một bài thơ lục bát. Tác giả chính là các con. Hoạt động tiếp theo đó là hoạt động hình thành kiến thức. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất trong hoạt động hình thành kiến thức. Đó là tìm hiểu các yêu cầu đối với cách làm bài thơ lục bát. Hôm trước ở bài học Vẻ đẹp quê hương, các con đã được tìm hiểu kỹ về thể thơ lục bát. Các con xem lại về khái niệm thể thơ lục bát, cách gieo vần, ngắt nhịp và thanh điệu. Phần này các con xem lại ở sách giáo khoa trang 60. Vậy thì, khi ta làm được một bài thơ, người ta thường gọi đó là gì? À, người ta gọi đó là sáng tác. Vậy sáng tác là gì? À, sáng tác tức là thơ phải được viết ra bằng suy nghĩ và cảm xúc chân thành. Vậy, để có một bài thơ lục bát hay, chúng ta cần có các yêu cầu như sau. Đầu tiên là yêu cầu về nội dung. Trong phần nội dung, cần thể hiện được cách nhìn, cách cảm nhận mới lạ, sâu sắc, thú vị về cuộc sống. Thứ hai là yêu cầu về nghệ thuật. Ở nghệ thuật thì đầu tiên phải nói đến ngôn ngữ. Ngôn ngữ thơ phải hàm xúc, gợi hình, gợi cảm. Tiếp theo là phải biết sử dụng các biện pháp tu từ như nhân hóa, so sánh, điệp từ, điệp ngữ để tạo những liên tưởng độc đáo, thú vị cho bài thơ. Tiếp theo nữa là khi sử dụng vần, nhịp, phải kết hợp một cách hợp lý để làm tăng giá trị biểu đạt ngôn từ. Và cuối cùng, người viết phải tuân thủ các quy định về số chữ, vần, nhịp, thanh điệu để bài thơ chặt chẽ hơn các con nhé. Như vậy, để làm được một bài thơ lục bát, chúng ta cần có các yêu cầu như cô vừa nói ở trên. Bây giờ chúng ta cùng phân tích một bài thơ lục bát để các con hiểu hơn về cách làm thơ lục bát. Các con nghe cô đọc bài thơ ở sách giáo khoa trang 71. Chăn trâu đốt lửa, chăn trâu đốt lửa trên đồng, rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều, mải mê đuổi một con diều, củ khoai nướng để cả chiều thành tro. Đầu tiên, chúng ta thấy bài thơ này có 4 câu. Câu thứ nhất 6 chữ, câu thứ hai 8 chữ. Như vậy, câu 6 chữ là câu lục, còn câu 8 chữ là câu bát. Và hai câu sau cũng có cấu trúc như vậy. Tiếp theo là chúng ta thấy cách ngắt nhịp của bài thơ này. Cách ngắt nhịp của bài thơ lục bát thường là nhịp chẵn. Tuy nhiên, cách ngắt nhịp ở dòng thơ thứ tư
ủ khoai nướng để cả chiều thành tro. Ở đây có nhịp 3, 3, 2. Việc ngắt nhịp như thế có tác dụng gì cho bài thơ? À, có tác dụng diễn tả cảm xúc bâng khuâng của nhà thơ khi khoảnh khắc hoàng hôn đến. Vậy, dựa vào hiểu biết của bài thơ Lục Bát, em hãy chỉ ra cho cô cách hiệp vần và sự phối hợp âm thanh của bài thơ trên nhé. À, bài thơ này có 4 dòng các con, 2 dòng lục là 6 tiếng, 2 dòng bát là 8 tiếng, và tiếng thứ 6 của dòng lục thứ nhất hiệp vần với tiếng thứ 6 của dòng bát thứ hai. Sau đó, tiếng thứ 8 của dòng bát thứ nhất hiệp vần với tiếng thứ 6 của dòng lục tiếp theo. Và cứ như thế cho đến hết bài thơ. Ví dụ, đồng hiệp vần với đông, nhiều hiệp vần với diều, và mở ra một từ mới, đó là chiều. Vậy, theo các con, cảnh sắc thiên nhiên và hoạt động của con người trong bài thơ này đã được miêu tả chi tiết, rõ ràng, tỉ mỉ, hay là thể hiện bằng một vài chi tiết, một vài nét tiêu biểu? À, việc thể hiện đó có tác dụng gì không? À, sau khi tìm hiểu thì chúng ta thấy cảnh sắc thiên nhiên cũng như hoạt động của con người đã được thể hiện bằng một vài chi tiết, vài nét rất tiêu biểu. Đó là những chi tiết chăn trâu, thả diều, nướng khoai, rồi chi tiết gió đông, chi tiết hoàng hôn về. Vậy, việc sử dụng các chi tiết tiêu biểu như vậy sẽ tạo cho bức tranh đồng quê thanh bình và yên ả hơn. Còn cảm xúc của tác giả trong bài thơ đã được thể hiện trực tiếp hay là gián tiếp? À, cảm xúc của tác giả được thể hiện gián tiếp và thông qua việc kể về một buổi chiều chăn trâu, thả diều, nướng khoai. Còn nét độc đáo của bài thơ này là gì? À, nét độc đáo ở đây nó nằm ở phần nghệ thuật các con. Tác giả đã sử dụng phép đối giữa ít và nhiều, tức là hữu hình. Giữa rạ rơm với gió đông, tức là vô hình. Tiếp theo là sự độc đáo về sự liên tưởng. Liên tưởng củ khoai nướng cháy hồng rực và liên tưởng đến cảnh hoàng hôn bao trùm không gian rộng lớn. Vậy, qua việc phân tích ví dụ trên, các con học được điều gì khi làm thơ Lục Bát? À, khi làm thơ Lục Bát, các con cần chú ý vần này, nhịp này và thanh điệu nữa nhé. Các con thân mến, bây giờ chúng ta bước sang phần thứ 3 của bài học, đó là thực hành. Cô có đề tài như sau nhé. Hãy làm một bài thơ Lục Bát thể hiện cảm xúc suy ngẫm của em về một cảnh đẹp hoặc một sự việc mà em từng chứng kiến. Để làm được bài thơ này, theo chủ đề cô đã cho, các con cần có các bước sau. Bước 1, các con cần xác định đề tài. Ví dụ như đề tài mình sẽ chọn, đó là một khu vườn vào buổi sáng, hoặc là cánh diều trao liệng có thể gợi cho ta những suy ngẫm về ước mơ, hoặc là ngày tạm biệt mái trường và những người bạn thân quen chuyển đến một ngôi trường mới có thể gợi cho ta là những kỷ niệm và gợi lên nỗi buồn. Bước thứ hai là tìm ý tưởng cho bài thơ thì cần có 3 lưu ý. Lưu ý thứ nhất là nhớ lại sự việc, cảnh đẹp mà gây cảm xúc cho con. Thứ hai là tìm những từ ngữ, hình ảnh phù hợp với cái đề tài. Và thứ ba là cảm xúc mà con muốn chia sẻ, đó sẽ là cảm xúc gì. Bước cuối cùng, đó là các con sẽ làm bài thơ. Ở phần này, các con tham khảo cho cô bảng hướng dẫn ở sách giáo khoa trang 73. Các con à, cô chúc các con sẽ làm được một bài thơ Lục Bát bằng chính cảm xúc của bản thân nha các con. Hoạt động cuối cùng trong bài học hôm nay, đó chính là hoạt động luyện tập và vận dụng. Các con thân mến, sau khi làm xong bài thơ, các con nhớ ghi vào tập bài học nhé. Coi như đó là một cái sản phẩm đầu tay của các con. Cô hy vọng sau tiết học hôm nay, các con sẽ có thêm một cách để chia sẻ cảm xúc, đó là làm thơ, đặc biệt là thơ Lục Bát. Cô hẹn các con vào tiết học sau. Cô chào các con.